Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại Trung ương đã thay mặt Trung ương Đảng gửi thư thăm hỏi các chính đảng trên thế giới, chia sẻ thông tin về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam, đồng thời đề xuất các biện pháp hợp tác vượt qua đại dịch. Các chính đảng trên thế giới cũng đã gửi thư điện tới Đảng ta, đánh giá cao những nỗ lực và các biện pháp quyết liệt, triệt để, hiệu quả của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, khẳng định các kết quả này được quốc tế đánh giá cao và là minh chứng cho sức mạnh của công cuộc xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định Đảng, Chính phủ Lào bày tỏ rất biết ơn và vô cùng cảm động. Mặc dù Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19, nhưng Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ các nước khác đang phải đối phó với dịch bệnh, trong đó có Lào. Trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng chính đảng các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp biện pháp chống dịch, cùng nỗ lực sớm chiến thắng dịch bệnh. Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh, dịch COVID-19 được kiềm chế hiệu quả tại Việt Nam nhờ những biện pháp tích cực và quyết liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trưởng ban đối ngoại Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Dominicana khẳng định, sức mạnh tổng hợp về con người và tổ chức cùng với tầm nhìn chính trị và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và sự chuẩn bị về khoa học, y tế, kỹ thuật đã giúp Việt Nam kiểm soát được những tác động của đại dịch. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ khẳng định, với tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã làm rất tốt việc ngăn chặn dịch bệnh và trở thành một hình mẫu trong phòng chống dịch COVID-19. Chia sẻ quan điểm trên, Đảng Cộng sản Mexico nhấn mạnh tính ưu việt của sức mạnh của những người lao động trong xã hội trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa trong việc xử lý các vấn đề như COVID-19. Các chính đảng khẳng định Việt Nam là tấm gương sáng chói và hy vọng, nguồn động viên lớn lao cho các quốc gia trên thế giới trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Những kinh nghiệm và kết quả đạt được của Việt Nam sẽ là nguồn kinh nghiệm tham khảo hiệu quả cho các nước. Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh vừa cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu CE và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam, giúp sản phẩm đủ điều kiện để lưu hành tại châu Âu. Bộ kit do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Cổ phần Việt Á nghiên cứu và sản xuất là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Việc được cấp phép lưu hành tại châu Âu sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm có thể xuất khẩu sang nhiều quốc gia châu Âu. Theo đánh giá của các chuyên gia, bộ kit của Việt Nam có nhiều ưu điểm như thời gian cho kết quả nhanh hơn, dễ sử dụng hơn so với quy trình hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Hiện năng lực sản xuất bộ kit đạt khoảng 10.000 test một ngày và có thể tăng công suất lên 3 lần, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu hoặc hỗ trợ quốc tế.